Đến với kênh chia sẻ kiến thức cuộc sống. Hôm nay mình làm video này chia sẻ đến các bạn một khóa học, đó là nghệ thuật bán hàng qua điện thoại. Thì từ một người bình thường trở thành sát thủ bán hàng qua điện thoại, thì giới thiệu khóa học, bạn là Sales Khaled và thường xuyên kết thúc cuộc gọi với sự khó chịu của khách hàng. Bạn kinh doanh và cần sự tìm khách hàng qua điện thoại, bạn chưa có kỹ năng lên kịch bản trước khi gọi để nắm bắt tâm lý của khách hàng. Khóa học này không đơn thuần giúp bạn tìm hiểu thêm về cách thức bán hàng qua điện thoại, mà là một điều chắc chắn rằng ngay khi tham dự khóa học, bạn sẽ có toàn bộ kịch bản để gọi điện thoại bất kỳ ai, kịch bản đặt hẹn, kịch bản để nhận diện khách hàng tiềm năng, kịch bản chốt sale, các kịch bản liên quan đến giao tiếp với khách hàng qua điện thoại khác. Tất cả sẽ được tùy biến để áp dụng ngay trong công việc kinh doanh hiện tại của bạn. Và quan trọng nhất, bạn sẽ được nhận lộ trình từ một người bán hàng qua điện thoại bình thường trở thành sát thủ bán hàng qua điện thoại. Thì yêu cầu khóa học giấy bút để ghi chép, thời gian để học tập, sẵn sàng vận dụng những gì được trong khóa học này. Lợi ích khóa học: biết được chiến lược bán hàng, trong đó điện thoại đóng vai trò là công cụ quan trọng nhất. Nắm được kỹ thuật sử dụng giọng điệu và khai thác tâm lý trong bán hàng qua điện thoại. Biết cách xử lý từ chối, kỹ thuật upsell, downsell, kỹ thuật lòng ảo, kỹ thuật dẫn dắt khám phá vấn đề khách hàng, kỹ thuật biến khách hàng thành nguồn khách hàng. Biết cách lên kịch bản đặt hẹn và kịch bản chốt sale. Đối tượng đào tạo: người đang làm kinh doanh khao khát tăng doanh số của mình nhờ điện thoại, nhân viên sales chalet của các công ty. Thì mời các bạn theo dõi một đoạn video giới thiệu nghệ thuật bán hàng qua điện thoại, lộ trình từ một người bình thường trở thành sát thủ bán hàng qua điện thoại như thế nào. Chào bạn, tôi là Hán Quang Dự. Tôi là một người cực kỳ đam mê nghiên cứu về bán hàng, và bán hàng qua điện thoại là một trong những sở trường của tôi. Tôi muốn nói với bạn điều này: điện thoại sinh ra là để giúp cho con người liên lạc với con người. Và với người làm nghề bán hàng thì điện thoại được sử dụng để giao tiếp với khách hàng. Tuy nhiên, có rất nhiều người bán hàng họ đang sử dụng điện thoại với những mục đích khác nhau và đạt được những cái hiệu quả khác nhau. Có người sử dụng điện thoại để giao tiếp với khách hàng nhưng tạo ra cảm xúc rất là tiêu cực cho khách hàng. Khách hàng cảm thấy rất là mệt mỏi, rất là ức chế. Thì chính xác lúc đó điện thoại là một hung khí. Tôi gọi điện thoại lúc đó gọi là hung khí bởi nó giết chết tương lai của người làm nghề bán hàng. Thế nhưng mà lại có những con người rất là tuyệt vời. Họ đang sử dụng điện thoại như một phương tiện giao tiếp cực kỳ tuyệt vời, giúp cho họ truyền tải thông tin đến những khách hàng thân yêu của họ rằng họ đang biết được một giải pháp gì đó giúp cho khách hàng của họ có thể giải quyết được những vấn đề của họ. Điện thoại lúc đó tôi gọi là một báu vật. Nó là báu vật bởi nó giúp cho người bán hàng phát triển công việc kinh doanh của mình, và hơn hết nó lại giúp cho người khách hàng giải quyết được vấn đề của họ. Nó có thể giúp cho cả nhà sản xuất bán được sản phẩm, bán được nhiều sản phẩm, và nó giúp cho cả xã hội này phát triển lên. Điện thoại là báu vật, điện thoại là báu vật. Nếu bạn đang làm nghề bán hàng, bạn có thực sự muốn tôi giúp bạn biến chiếc điện thoại trên tay của bạn trở thành một báu vật giúp bạn bán hàng tốt hơn? Ok, tôi có một bộ video tôi quay rất chi tiết từng tí một để giúp bạn, ngay cả khi không biết gì, chưa biết gì về bán hàng qua điện thoại, thì tôi sẽ hướng dẫn bạn rất tỉ mỉ để bạn chỉ cần làm theo nó thôi. Bạn đeo tai nghe vào và bạn xem những video hướng dẫn của tôi. Tuyệt vời. Và nếu thực hành chính xác những gì mà tôi nói, bạn sẽ trở thành người bán hàng xuất sắc trong doanh nghiệp của bạn trong vòng 30 đến 90 ngày tới. Bộ video này được đóng gói rất là cẩn thận và chuyên nghiệp.
Hẹn gặp lại các bạn tại khóa học tuyệt vời này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi một đoạn video giới thiệu một khóa học nghệ thuật bán hàng qua điện thoại. Thì đến với khóa học này, các bạn sẽ được giảm giá là 40%. Nếu như các bạn đăng ký ở đường link ở phía dưới video này thì các bạn sẽ thanh toán là 359.000. Thì khóa học này là trị giá 600.000. Và video hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu như các bạn thấy video này hữu ích thì các bạn hãy chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Thân ái chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong buổi chia sẻ tiếp theo. Và hãy nhớ đăng ký kênh của mình để nhận được video mới nhất mà mình chia sẻ.